Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có buổi gặp mặt 300 đại biểu đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghệ An có 14 đại biểu cựu chiến binh, 3 đại biểu cựu thanh niên xung phong đại diện cho hơn 1.300 cựu chiến binh, thanh niên xung phong còn sống trên địa bàn tỉnh tham dự. Trước khi diễn ra buổi gặp mặt, đại diện Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu Thanh niên Xung phong và các đại biểu đã đến dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những cống hiến, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí cũng tin tưởng sâu sắc trong thời gian tới, đội ngũ cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong tiếp tục có nhiều đóng góp cho Tổ quốc, tích cực giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc. Cùng nhau vun đắp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Chiều nay, đoàn đại biểu Nghệ An đã đến thăm Sư đoàn Bộ binh 390 thuộc Quân đoàn 12, đóng tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những sư đoàn được thành lập sớm, tham gia 9 chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược và sau này là tập trung lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, sư đoàn thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là tập trung huấn luyện chiến sĩ mới.